bây giờ mình tháo ra vệ sinh cho nó thông lỗ hết, thông cái lỗ kim phun, ba cái lỗ phun xăng. Này là cái chai dung dịch thường dùng để cho nó thông ở phía trong, nó hay không cần để tháo cái chi tiết ở trong. Để tháo ra nhiều khi nó bị lệch mấy cái lỗ phun, máy nó chạy không ngon. Bạn thấy không, xịt ở đây thì nó, nếu nó thông xuống dưới đít thì là đảm bảo, còn trừ khi nó không có thông được, nó đóng quá cứng. Nhập máy đóng quá cứng thì phải buộc phải tháo ở bên trong ra. Còn bình thường thì dùng chai này cho nó zin, không đụng tới cái phần ốc vít đồ bên trong của nó. Nếu nó zin nó không hết, nó chạy tốt là ok, lành. Chai này cũng có thể xịt ra ngoài luôn, chạy sạch. Máy bãi là làm mấy cái phần này thôi, chứ không có phần mà trong động cơ nè, trong cái phần chính ở trong động cơ. Nói chung là trong động cơ không có tuyệt đối là không có tháo, không có phải để cho phải máy còn zin hết. Rồi thấy máy trục trặc là phải bỏ, báo phế liệu, chứ không có để gì mà làm lại để bán cho anh em xài đâu được. Một là nói chung là thiệt thòi hai bên hết, chứ không phải là nó có lợi gì. Một là tốn công, hai là cái người xài người ta nó, chất lượng nó không có, rồi nó tốn tiền, tốn tiền tốn công sức nhiều lắm. Mình làm cũng không tốn công nó mà không có lời, không ai mà làm cách đó, thà không thấy không được thì bỏ, chứ không có đụng tới cái phần đó, chỉ một phần ngoài thôi. Vệ sinh xăng lửa để vô là chỉ chạy. Cái khăn đâu rồi, đưa đây. Người lao á. Cái này cũng xịt sơ này cái cho nó, lấy dùng dịch xịt cho nó dễ ra hơn là xăng. Lâu quá nó để máy bãi, lâu quá mấy cái chất cặn bã đồ của xăng lâu ngày nó đóng, phải vệ sinh cho nó sạch hết. Sau khi vệ sinh bình xăng đảm bảo sạch sẽ, thông hoàn toàn hết rồi, mình sẽ nháp vô. Để vô lấy thì trước. Các cái bông tu này đóng xăng, nó điều tiết xăng, quan trọng cái bông tu rồi.
nếu mà nó không được kín thì nó sẽ xì, sẽ trào xăng ra. Máy nào xài bình xăng thì nó cũng sẽ vậy. Cái này máy này thì đối với anh em thợ thì nó cái chuyện này thì nó bình thường. Mình làm cái clip này để hướng dẫn cho anh em nào mà không có chuyên để cái máy có xảy ra sự cố này kia thì mình biết là mình khắc phục được cái điểm mà nó không có cần thiết để mang đi thợ. Từ từ mình có thời gian mình sẽ đem làm cái clip để sửa chữa với lại làm vệ sinh máy bãi, máy xới, máy phát điện, các loại máy nông nghiệp khác cho anh em bà con tham khảo tiện sửa chữa, khắc phục những cái điểm mà nó không có không cần thiết để đem nó ra thợ. Nhiều khi cái chuyện nhỏ mà mình không biết thì buộc phải đem đi. Anh em mà xài loại máy nào cứ chưa khó hiểu gì, máy của mình bán hoặc là máy có mua bất cứ chỗ nào cũng được, không có không hiểu gì thì cứ gọi mình hướng dẫn nhiệt tình cho anh em, chứ không quan trọng là mua chỗ nào hết. Xăng bị bắn ở đây bị cặn, cho nó thông cái bình xăng này, hình như cái này nó bị nghẹt, bị chưa có thông. Đóng ở đây trong đây, đóng bây giờ răng nó không xuống được.
cái lược mà thấy nó cũ quá có thể mình bỏ lược luôn cũng được, quan trọng mình cho xăng vô sạch là được, tại cái lược nó hư nó cũ quá. Xăng mới, đưa xăng mới, đổ cái xăng vô, đổ chút xăng vô mình xúc cho nó sạch một cái cho nó thông, nó xăng nó chảy xuống rồi đó, hết nghẹt rồi đó, nhưng mà thổi ra cho nó sạch luôn. Xuống dưới này nè, thông xuống đây bắt đầu mình dán cái chén chén xăng vô, khóa lại cái đi, xăng này nãy pha nhớt chưa? Chặt vô mở đây thử cho nó qua chưa đó, nó chảy xăng gì là được rồi đó, tốt. Mình cho cái co này vô, xong cho xăng vô thêm, đầu mình tháo bugi ra, giờ mình gắn vô phải vệ sinh cho nó, cho nó sạch cho nó, lâu ngày ba cái bụi đóng quá. Để đảm bảo lửa nó bắt an toàn. Đó, bắt đầu xăng nó xuống rồi, sau khi vệ sinh giáp đồ xong thì giáp thì vô mình cho nó chạy. Được gió
xăng ra, giờ mình cho nó chạy nè. Tiếp tục cho anh em tham khảo. Chào anh em nha.